Hôm nay mình sẽ nói sơ lại về thì hiện tại đơn ha. Thì hiện tại đơn á, thì chị thấy cái gì mà chủ ngữ mà số ít á, ha, thì chị sẽ thêm s vô động từ. Giống như là chủ ngữ số ít thì mình sẽ gồm có he, she, it đúng không? Chị thêm s, es vô động từ. Và còn lại I, we, you, they thì thôi. Số này nó đông rồi thì thôi, không cho gì nữa. Ha. Và giống như là a dog, rồi cũng là số ít nè. Thì ở đây là two dogs, cũng là số nhiều. Đấy, hoặc là children, hoặc là people. Đó, tất cả những này số nhiều thì động từ để nguyên. Vậy thí dụ như là he loves me hay là he love me chị? He loves me. That's right, he loves me. Rồi, đối với lại, đây là mình nói riêng về cái khẳng định thôi nha. Còn đối với phủ định nghi vấn thì sao chị? Chị thêm nốt. À, thêm not, no, mình phải mượn á. Thêm do, do not. Nhưng đối với lại số đông này nè, thì nó sẽ là thành don't, là do not đó. Còn nếu mình đã mượn chỗ động từ thì thôi, động từ mình nguyên mẫu nha, không cho thêm gì hết. Câu hỏi thì do chấm 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 hỏi. Đấy. Rồi còn đối với mấy cái này nè, he she it á, thì mình mượn á, mình thấy là nguyên tắc của nó là như thế này. Đối với động từ mà kết hay là danh từ mà kết thúc bằng sờ chờ á, thì chị sẽ cộng cho es. Nên á, ở đây chị thấy nè, o nè đúng không, nó còn có là ông dung sản xuất chuối sấy, chị cộng cho es nha. Nên ở đây nó có chữ o nè, chữ đu này nè, nên nó sẽ thành là, thay vì nó thành đông, nó thành là dozen. Đấy, và câu hỏi thì nó thành does. Đấy, thế mình hỏi là anh ấy không yêu tôi thì nói sao chị? Hỏi hay đến anh ấy không yêu tôi. Câu Câu phủ điểm. định. He doesn't love me. Ok, rồi. Cô ấy có yêu bạn không? You da da she loves you. That's right. Các bạn không thích nhạc. They don't like Yeah, các bạn chứ không phải họ nha. các bạn là yêu à? Yeah. You don't like. Rồi, tôi và Jerry thích nhạc. I and Sherry like music. Rồi, I and Jerry là mấy người? Hai. Hai người thì làm sao là like hai Số người nhiều là số nhiều bên nào? thì động từ không cho, giống như người giàu thì mình không cho thêm gì hết. Nên I enjoy like music là được rồi. And thí dụ như mình nói là thế thôi ha, dễ mà đúng không? Rồi bây giờ mình nói về một cái mình dùng thì hiện tại đơn khi mà mình nói về cái habits hoặc là work routines này, về thói quen hoặc là thói quen làm việc. Thí dụ như get up early, she works from home, go to work, they go to work by train. Đấy. Hoặc là talk about facts and something true, nói về sự thật và những thật đều đúng đắn. Ví dụ như it rains a lot, vân vân và mây may, nói tóm lại là sự thật và thói quen thì mình sẽ dùng hiện tại đơn. Đấy, đây là nguyên tắc mà thêm s nè chị. Chị thấy nó sẽ hơi phức tạp một chút ở cái chỗ là nhìn vô nó rối quá. Thì chị chỉ cần nhớ đơn giản á là em đang lựa mấy cái hình, vài bữa chị sẽ nhận được mấy cái giống vậy rồi Nhưng mà chị hả? nói giao tiếp thì có cần học ngữ pháp không? Có chứ Học chị, vừa vừa. nếu mà chị không có ngữ pháp thì giống như chị nói chuyện giống như người mà tiếng bồi á, nghe nó được nhưng mà nó chói 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 cái tai á nha. Nên á, ở đây nè, ông Dung sản xuất chuối sấy, cái này đầu tiên thì thấy nó khó khăn lắm nhưng mà sau này á nó ES ha, nó đỡ hơn chị, mình cứ tập từ từ đi nha. Đây là cách thêm ES nè, chị thấy nè, ha, dung nè sản xuất chuối sấy ha, còn GE Đâu này chỉ là chữ chữ chờ đó, nó cũng làm chờ. Cái gì nói chung cái gì mà có e rồi chỉ thêm s nhưng cũng sẽ đọc là suggest.
Nếu nó nằm trong cái băng mà đọc là sis và chis thì mình sẽ có là ông dung sản xuất chú sấy. Cái bảng này nó hơi hơi khác hồi xưa em học đó, chị học bằng cái bảng đó thì nó sẽ dễ học hơn. Nhưng giờ người ta làm theo kiểu này thì phải chịu thôi chứ biết sao giờ ha. Rồi thí dụ như thế này, mình có là bây giờ chị tìm cho em một cái động từ cuối cùng á, một cái gì đó cuối cùng á mà nó kết thúc bằng o đi, để mình thêm es. Tự dưng bố ai biết. Thôi bằng cái khác đi, watch. Watch không o hả? Mình có ghost nữa hả? He goes hả? Do. He does. Chỉ cái này có đặc biệt cái là đọc là does thôi, còn lại là cứ thêm ghost thì cứ user thôi, chứ nó cũng chả có gì khác nha, cứ là user thôi, chứ cũng được đọc là go is. Chỉ có mấy cái thằng này nè bắt đầu ha, mình mới đọc là sis và chis thôi. Rồi cái nào bắt đầu bằng kết thúc bằng z, ze cũng được nha. Ze thì chỉ là thêm s thôi. Sờ sờ e cũng vậy. Đấy. Mỗi cái go với cái do là Rồi. z, còn cái Cứ kia là giờ chật thôi. chật. Còn lại nó là khi nào á mà nó ra set với chess nha. Set nè, z và chess. Đó là những âm mới biến đổi cái âm thôi. Còn lại là bình thường hết. Chị biết sao không? Tại vì cái dàn mà sờ á, nếu như thí dụ như vậy nha, chị thêm s vô cái nó thành he miss, thì người ta làm sao mà người ta biết mình đã thêm s đúng không? Hoặc là mình có hai cái box, một box mình đọc là one box, two box mình cũng đọc là two box, thì ai mà biết là box số nhiều, nên người ta mới nảy ra một cách là người ta thêm es và người ta đọc nó cho nó khác đi để người ta biết đấy. So Boxes. 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 that's right, boxes. Rồi, đối với giờ đi thì thí dụ như mình có price thì mình thêm se vô mình thành là mình thêm s thôi, tại vì nó đã có cái kia rồi đó, nên mình chỉ thêm s thôi. À, mình có e rồi. Ha, nhưng cái cách đọc thì cũng y vậy, cũng là z. Prizes. 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 That's right, prizes. Rồi, đây, đây chị thấy nè. So, chị thảo đọc cái này ha. Cái này là đọc là race, thêm S vô đọc sao chị? Races. That's right, races. Còn bus, Buses. box, Buses. prize, rồi ha, kiss, Kisses. watch. Watch it. Wow, kéo dài sờ ra watches. Watches. That's right. Watches. Watches. Yeah, watches. And dish. Dishes. À, dish nặng ha, dishes. 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 Không, không, y Dishes. ngắn, y ngắn. Không kiểu dài y đâu. Dishes. Dishes. À. Dishes. Dish. Nó Dishes. hơi y một chút quá chị. Dish. Dish, dish, right? Nên Dishes. 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 Rút cái lưỡi lại. Dishes. Đừng cho nó đụng vô răng. Âm SH á. Dishes. Đúng rồi. Dishes. 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 Chữ sờ chị làm hơi bị nhẹ. Chữ sờ, chữ sờ, sờ á. Nó phải là sờ nặng mà. Chị phải rút cái lưỡi đi. Không được đụng răng nè. Cũng không đọc được Dishes. nãy. Chị bình thường, ví dụ như là tôi sẽ đi chơi, chị cũng tôi sẽ Ow. Tôi sẽ thì I thế will hoặc là ow. I'll. không, ý là đọc tiếng Việt bình thường cái chữ À sờ sẽ sờ chị cũng không đọc được hả? toàn đọc là tôi Chị sẽ cũng phải người miền Nam mà chị đọc không được chữ sợ nặng. dishes dishes Dishes. dishes Dishes. these dishes. Okay, dishes. Rồi. Right. Okay. And thế thôi, còn một cái cuối cùng đó là chữ GE. GE thì chị sẽ nói là âm ch, ch, âm ch, âm ch hữu thanh ha. Thì âm ch hữu thanh nó được cấu tạo từ một chữ đ và một chữ j. Chữ này là chữ j nè. J ha. Nên khi mà đọc cái này nó cũng không hoàn toàn là ch ch mà nó sẽ ra nữa j, j kiểu vậy. Orange. 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 Orange.
Orange. Orange. Orange. Enjoy. 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 Đấy. Chờ hữu thanh đấy. À, chờ hữu thanh nó gồm những cái từ chữ như vậy nè, chị thấy vậy là nó auto rồi thành chờ hữu thanh nè, là chữ đơ ba này nè đó. Nghe thì giống như nhưng mà đọc chờ hẳn cũng không đúng. Enjoy. 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 Nào. Enjoy. Hey. Enjoy. 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 Chị thấy Sao nó sao? nói mình? Chị thấy nó nói bình thường. Enjoy. Chứ Enjoy. không. Ừ, khổ lắm cơ. Để em quánh cái âm này nè, để em tìm cái âm này nè cho nó đọc nè. Đấy, khổ lắm. Đây. Việc nhà không khó, có power 100. J. Đấy. Nó phải chờ mà nó là J. J. Đấy, J. J. Pronunciation exercise. Please watch and repeat after me. J. J. Joy. 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 J. 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 Jacket. Jack. Jacket. J. J. Edge. Từ đây khó nhỉ? E đờ S xong giờ thôi. Edge. 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 J. J. Joy. J. Joy. J. Jacket. 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 Oh, jack. Jacket. 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 Đấy, thấy không? Âm này nó khó đầu lắm mơ. Jacket. 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 Cái này là E T S nè. Này mặc dù là y ngắn nó đọc thành E, thì thấy cái E S E T chữ cứ E hết đi. Jacket. Kit. Jacket. Jacket. Yeah, jacket. Jacket. And next. Ok, so ngoài ra nha, nó còn nhiều công thức lắm. Ngoài cái dung sản xuất chuối sấy ra thì nó còn công thức riêng á của phở, phở e là thành vs nè. Leaf á thì thành là leaves nè. Đấy. Đó là leaves nha. Y thì thành wives. Đấy, nhìn riết là nó sẽ quen mắt vậy ha. Rồi, phụ âm cộng y thì chỉ thành là y ngắn es. Cities. À ha. Còn nguyên âm còn y mình không nói tới thì có nghĩa là để nguyên nha. Ví dụ chị thấy là cities mình đổi đúng không? Babies, stories. Nhưng mà nếu như mà boy đi, mình thấy là a nè, là nguyên âm cộng y nè. Cái gì mà nó có nguyên âm cộng y hoặc cộng o thì để nguyên. Days, đúng không? Chị thấy chữ days có bao giờ mà mình thành day, day y như vậy đâu đúng không? Đấy, nên thành là days. Đấy. Nguyên âm cộng y và cộng o là mình để nguyên hết. Zoos, radios, photos, thế như vậy. Còn phụ âm cộng o thì mình vẫn đổi nè. Tomatoes, đúng không? Thành 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 tomatoes, es. Đấy. Thế thôi, đó là một số trường hợp đặc biệt. Còn lại, những trường hợp bất quy tắc, thí dụ là men, men, a child, children, foot, feet, tooth, teeth, mouse, mice, person, people. Đó. Hoặc những trường hợp không thêm gì hết, thí dụ như là số nhiều cũng như số ít, ship, ship, fish, fish, dear dear. Thế mình nói là người thì nói là three people chứ không nói là three person à? Đúng rồi, three people. Ừ. Đó là bất quy tắc của nó đó chị. Ha. Three. Thế thế một người mới được nói là one person à? Đúng rồi chị, one person. Ừ. Rồi hình như như là one person, two people nè. Đấy. Điên rồi. And two people nè. Two people nè. Three, these two, two person thì không được.
two person yoga, person á, nó chỉ dùng trong trường hợp nó nói về chính trị á, thì người ta sẽ dùng person thêm s vô được ha, thì nói về cá nhân ấy, nhưng mà bình thường thì người ta lại không dùng two kiểu đó nha, thường là people thôi. Rồi thôi được rồi, ok, that's it. Đấy, thôi thì ở đây chị có một cái bài giảng là chị có thể về đây để tham khảo thêm ha. Rồi về làm bài tập luôn nha. Có bài tập nè. Đấy, có một số bài tập nè. Đấy. Rồi, cái false foxes, brush brushes, cow couches. Đấy. Về làm bài tập được chứ chị ha? Chị tự làm được mà đúng không? Rồi, ok. Thế không? Ừ, đấy. Rồi, quảng cáo cho chị biết, ông này là ông George Armani nè, George Armani ha, huyền thoại đấy. Đấy, rồi, so, ở đây mình sẽ có là... Sao tên ông ấy chữ 2, chữ giò mà đọc có một chữ? Ai biết, em đọc lủi á, chứ em có biết gì đâu, tiếng Ý ai biết đọc. Giò là cái nước hoa mà giò đó là của ổng đấy. Rồi, ok, George Armani hay quét sập. Đúng không? Một mình ổng một cõi thì mình sẽ thêm S vô đúng không? Đấy. Nên mình sẽ là wakes up at 7 a.m. Hồi bữa em có nói với chị về cách đọc sờ và giờ chưa? Sờ và giờ đúng đi. Đúng rồi. Khi nào mà nó chị thấy nha, sờ là một âm vô thanh. Tất cả những động từ, chủ tính từ, bất cứ cái gì mà nó kết thành một âm vô thanh ha. Nó cộng S thì chị sẽ đọc là sờ. Thí dụ như sleeps thì thấy nó sẽ rất là thuận miệng. Thí dụ nha, mình từ bờ qua sờ này. Sleeps. Ok, đấy. Sleeps. Rồi, and ok, tiếp. Mình sẽ có book thì mình sẽ có books. Đấy. Book. Đấy, tóm lại là cái dàn này nè. Trang phải kiếm phở thơm sạch sẽ đó. Đây gọi là âm vô thanh. Vô thanh thì nó tạo ra vô thanh. Thế thôi. Còn lại những cái gì mà hữu thanh như là những âm rung ấy. Thí dụ chị thấy nó rung cái cổ họng như là z. Đó, âm z. Mình mới học nè. Âm z. Đấy. Hoặc là âm z. Đấy, tức là rung. Thì nó sẽ tạo thành cái sự rung. Đó là z. Ha. Nên để cho mình biết được mình cách đọc để và để mình biết cách nối. Nó có một cái bài tập nữa. Thí dụ như thế này nè, chị thấy không? Đây là wake, đúng không? Nó ca nè. Nên nó tạo thành là wakes up. Wakes up. Tại vì nó là ca đó. Nó sẽ là k, 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 k. Là một âm không rung. Đó. K, k, k. Mình không có rung cái cổ họng này. Mình chỉ phát hơi từ đây ra thôi. K, k. Nên sẽ là k, k, k. Khó thế. Ừ. Wakes up. Ha. Thí dụ như chị thử làm một cái bài tập về SAS xem. Như ở đây nè. Rồi. Đây. Light. Đúng không? Bây giờ chị thấy tờ sờ này nó sẽ thành sờ hay thành giờ. Chị thử đánh cái lưỡi đi. Tờ nó có rung không? Light. Tờ, 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 tờ. Không rung à? Ừ, âm không rung. Không rung á thì ra thành gì? Không rung thì ra thành sờ. Ừ, sờ nó đâu có rung. Cũng đâu có rung đâu. Rồi, âm rung cộng sờ ra giờ. Tại vì là rung. Đấy, thì light là sờ nè. Đấy. Zu là âm u. Zu. U thì là rung. Ừ, ra thành. Zu. Sờ hay giờ? Giờ. Giờ. Đấy, zu. Ha. Là chị thấy á, nó sẽ khác liền nè. Lighting. À không, lights. Son. Ha, light son đi. Và zoo zing the town, thí dụ vậy. Lights on the room, thí dụ vậy. Thì chị học cái này á, chị phân biệt được rung hay không rung á thì lúc mà chị nói á, nó mới chính xác. Và lúc người ta nói chị mới hiểu người ta đang nói gì. Lights on the room. Zoos in the town. Thấy không? Lights on. Zoos in. Tức là trước cái từ S nó là một vô thanh thì đọc là sờ. Đúng.
gọi là không rung á, thì tạo thành không rung á, tạo thành sờ. Trước từ ST đấy. Dạ đúng rồi, sector đó. Đấy. Thế cái này mình lại phải nhớ phiên âm à? Mình nhìn nó, mình thấy nó phiên âm rồi. Mình có nó rung hay không rung thôi. Nếu nó rung thì ra sờ. Tại vì sờ đâu rung đâu. Ví dụ như từ du đấy kia thì ví dụ như là không nhìn phiên âm thì chị là u. Thì chị cũng là du thì sao chị nghĩ là o đấy. Chị đọc du mà sao chị nghĩ nó là o? Khi đấy chị nhìn tiếng dù nó nhìn nó có vẻ là o đi nữa thì nó cũng là âm rung. Nhưng mà chính xác hơn thì mình cứ du thì thành u rồi. U ở ỏi là rung hết. Tức vậy ỏi là rung. Là rung hết. Thì các âm không rung ấy nó ít lắm, nó có vậy nè, chị chỉ nhớ nè, Trang phải kiếm phở tái thơm sạch sẽ hết rồi. Nhưng trong khi S á, là nó đã không cộng được cho sờ và chờ rồi, nó cộng cho ES mất tiêu rồi, nên mình sẽ loại trừ được đám này, nó còn chừng này thôi. Tóm lại là chỉ còn những thằng này, đúng không? Phải kiếm phở tái thơm sạch sẽ nè. Nên ở đây mình có kiếm nè, wakes up. Rồi chị sẽ điền những cái từ như là works, sleeps, has, spends, stops, walks, travels, goes. Đấy. So chấm chấm to the gym thì mình sẽ chọn nào. He goes. Goes. Goes mình là G-O-S hay G-O-E-S? G-O-E-S. G-O-E-S. Ha, theo công thức này. Đúng không? Phụ âm cộng O thì thêm ES. Phụ âm cộng O. Goes. Rồi, to the gym. And next. And chấm chấm an hour there. Vậy thì mình sẽ... He's to the gym and... cái gì? An à? An hour there là no, gì? Mình cộng cho một cái... Và làm cái gì trong một tiếng ở đó? Mình có works, hay sleeps, hay là spends, hay là stops. Walk. Hay là walks. An hour there, hả? Có không? Có ai walks đâu. Nếu đi bộ hả? Đi bộ ở đó một tiếng hả? Đi bộ một tiếng ở đó hả? Nhưng mà mình nói là đi bộ, nhưng đi bộ trên máy thì nghe nó hợp lý hơn. Walk on the treadmill á, thì nó mới đúng. Còn walk không sao mà đúng, đúng không? And has. Has an hour there hả? Nghĩa là gì? Có một tiếng ở đó hả? Là... Đó. Còn gì nữa không? Còn một cái từ nào nữa không? Liên quan nhưng tới thời không gian. Thể... Việc hay ngủ được. Ừ, ngủ sao được. Ai tới phòng kêu đừng ngủ đâu. Spend, anh hả? Dành hả? Dạ. Spend. Sau khi chị thấy spend mà thêm sờ vô nó thành sờ hay thành giờ? The thì là vô thanh à? Đâu có. The là... Đó là... The hữu thanh. Hữu thanh. Nó là cái đối ngược của tờ. Nó thành... Z. Đây là Z. Spend. Đấy. Nên khi đó mình sẽ là spends an hour there. Mình mà thuộc lòng rồi nha. Mình rất là khỏe. Spends an hour. Đấy. Spends an hour. Spends an hour. There. There. There đó là TH nên nó sẽ là the. The đây nè. There. Lấy cái lưỡi ra. There. 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 Ừ. Chứ không phải there nha. Không phải there này. But there. 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 Rồi. He chấm chấm there. Breakfast. Anh này làm gì với breakfast? Đâu là xem cái từ khung khung nào. Đây, khung ở đây. Để chị kéo cái mặt. Em bị vướng cái mặt của em. Okay. Được chưa? Mất rồi. He has. That's right. He has breakfast. And then chấm chấm to the office. Along office. He has pasta and salad for lunch. Chữ office nhá. The office đi. Nè nè. Ơ chết rồi. Bị che rồi. Không, chị đang nhìn ở dưới cơ. He has breakfast and then he leaves. He leaves hả? Đâu có chữ leaves đâu. Ok. And walks. And walk. Walks. Walks. To the office with his
Body word là cái gì? Bodyguard. Bodyguard. Body. Yeah, bodyguard á, có nghĩa là bảo vệ sĩ á. Bodyguard. Keep. Ừ, người ta giao mà. Chị nhỉ, ok. Bodyguard. Rồi. And next. Okay. He. Có thể có chữ điền được hai lần nha. À thế à, thế thì là he has. That's right. Pasta. Pasta and da. Salad. Salad. Cái này đọc nối là gì? And a salad for lunch. À, chữ này hả? Mình đọc là salad. 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 Ừ, salad. Ngạc nhiên chưa? Phiên âm là ơ, nhưng đọc là ê. Salad. Salad. Ừ, phải có hơi ra vậy. Salad. Salad. Đờ đây. For lunch. Đờ đây. For lunch. Salad. Salad. Ăn lưỡi chê. Ừ. Đờ đây nè. Salad. Yeah, for lunch. And for lunch. Then he is spent gì? Không. He spent for 10 minutes. Spend for 10 minutes làm gì á mới dùng spend được. Mà spend không đi. Không đi for. He sleeps. 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 Per. 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 Per là sờ đúng không? Ừ. Sleeps. Sleeps. Sleep a sờ. Nhưng mà không đọc sleep a sờ. He sleeps. Cái này nó nhỉ? Sleep. Ví dụ như sleeps. Khi đọc sleep thì nó dễ, nhưng mà sleep xong bắt đầu lại sờ nữa thì nó bị tắc ấy. Không, nhanh lên thì nó không tắc đâu. Sleeps. Sleeps. Ok, rồi. Sleeps. Sleeps. 10 minutes. Sleeps. For 10 minutes. Minutes, chứ không phải minute. Minutes. Mẹ? Mẹ. Men, tại vì e, n, n ấy, y đúng không? Nó sẽ đọc thành e. Nên là thay vì minute đó thì là minutes. 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 Tiếp. Minutes. He làm cái gì until ấy? Đâu rồi? He làm cái gì đến 8 giờ? He work. À, works. Works until. He works until. Works until 8 p.m. on design. And design. 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 Mm. Design. Yeah. And design. Mm-mm. And không biết đọc. Administration. 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 À, chữ admin ấy, là quản lý ấy. Admin, admin trang web ấy là chữ này nè. À, nó sẽ là administration. Administration. Thế nó đọc vậy thôi, nó không đọc là ở đâu. Administration. Đó, administration. Administration. Đúng rồi. Khi nào chữ thấy shun đó nha, nó sẽ nhấn ở ngay cái chữ trước shun đó. I'm just saying. Administration. 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 Yes. Administration. Suggestion. Sở đâu? Administration. Administration. Okay. Yep. Office. Administration nghĩa là gì chị? Quản lý văn phòng. That's right. Introduction, sự giới thiệu ha. Office administration. Rồi. And that's it. Then he chấm chấm every 2 months to the USA. Russia. He làm gì? He spend every 2 months. Đúng không? No. And spends 2 months thì được, chứ không phải spends every 2 months được. Yeah. He travel. Travels. Travel. Ở đây mình có travels. S đúng không? Người ta sẽ nối cho thành là Z nè. Travels every 2 months. Đấy. Đấy.
travels every 2 months to to S kia là sao à? Sao à? Đọc là sao đúng không? Sao sao được? Travel L là âm rung mà. Cái nào mà chị thấy nó không có phun phun ra, nó là âm rung. Âm nào mà nó phun phun kia nè. Chị tưởng là ngoài ngoài mới là hữu thanh thôi. Thì ngoài cái trang phải kiếm phở thơm sạch này là còn lại là hữu thanh hết. Trong đó có ở ngoài. Okay. Rồi chị thấy không? Âm mà âm là nó ở trong cổ họng. Thì lúc đó chị đâu có ra đâu mà là rung rung trong cổ họng á. Là nó rung, rung thì nó là So he travels every 2 months. Right. And tiếp he travels. He travels every 2 months. Zebri, chẳng phải Zebri. Travels every. Hai vần thôi, đúng không? Every. Okay. Không có vờ à? Không. Every. Có, nhưng mà nó là vậy thôi, rồi xong. Chứ không đọc là every. 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 Travels every. Zev. He travels every two months. Mình có thể nói như thế này. Once every 2 months. Cũng được. 2 tháng lần. Một lần 2 tháng nghĩa là 2 tháng lần. Hoặc là mỗi 2 tháng thì cũng nghĩa là 2 tháng một lần. Rồi. And next. On his way home from his office, he often. Cái gì? Mình tới cái quán đó rồi mình phải sao mình mới vô được cái quán đó. Sao nha? Cái này là cái Nobu này là một cái pub đó nha. Way home là đi xa nhà. Đâu có. On his way home. Trên con đường về nhà. On his way home là trên con đường về nhà từ cái văn phòng. Anh ấy thường uống rượu ở đấy hả? Thường uống rượu nhưng mà phải làm sao với cái quán đó rồi mình mới vô uống được chứ? Anh ấy vào cái quán đấy thôi. Anh đến hả? Mình không có chữ guess. Hay guess into hay là go. Go thì cũng chưa có tu. Không có tu. Không có go for drinks at Noble cũng được. Mình có thể là go for a drink at Noble's. Hoặc là stops for drinks at Noble cũng được. Có nhiều cụm lắm ha. Thí dụ như chị nói là go for a drink. Go for a drink. Đi nhậu chứ không phải đi uống rước đâu. Đi nhậu. Go for a drink. Go out to drink. Đấy, go out to eat. Còn nếu mà ăn á thì go for a bite. Đấy, đi để cắn một cái. Có nghĩa là đi ăn. Thì go for to eat cũng là đi ăn rồi mà. Go out to eat. Không chứ không có go for to eat được. Hai giới từ đâu được. Go out eat cũng là đi ăn. Go out to eat hoặc là eat now. Tùy. Eat. Eat now. Let's easy. Go out now to eat. Eat easy. Eat easily. Go out to eat. Eat now là cái gì? Eating out. Eating out có nghĩa là ăn ngoài là đi ăn tiệm. Eat out. Eat out. Giọng Mỹ á, ha, âm rung, tờ đọc hình đờ, eat down, eat down. Eat down. Nó giống như bên cái sờ, âm không rung nha. Âm không rung trong đó là nó bao gồm cả tờ đúng không? Trang phải kiếm phở tái thơm sạch nè, đúng không? Thì tất cả những âm không rung á, nó cộng cho tờ, nó sẽ đọc thành tờ. Thì nó cũng về một mối thôi.
Trang phải kiếm phở tái thơm sạch, bỏ tờ ra rồi. Chính nó luôn, cộng tờ thì thành tờ nè. Còn lại thành sờ. Ở lộn, còn lại thành đờ. Đấy, nên cộng tờ thành đờ. Nên chị thấy nè, ông không rung ha. Thí dụ, mình có là best of me. Đây là sờ nè, best of me. Messed up me. No no no, nó là sờ. Chị thấy sờ nó có chung băng với lại tờ không? Messed up me. That's right. Best of me. Best of me. Cái này thì thành better hay better? Đâu? Better. Xét cái chữ e này nè. Tờ này tính một thôi nha. Đấy, better. Tại vì e làm rung. Better. Tôi biết từ là hai rồi. Rồi, thí dụ mình có là put it on thì sẽ là put it on hay put it on? Put it on. Put it on. Đây cũng làm rung mà. Put it on. Put. Đúng không? Put it on. Put it on. Put it on. Put it on hả? Put it on. Put it on hả? Dạ. Yeah. Thì ông rung thì gặp ông rung thì đổi hết. Rung nè. Rung nè. Enter thì đổi hết. Put it on. Put it on. Put it on. Put it on. Yeah, put it on. Đấy. Hay là what about you á, thì sẽ là what about you hay là what about you chị? What about you? Hả? Ở đây là rung hay không rung? What the... That's right. What the hết đúng không? What about you? What about you? What about you? Yeah. What are you? Thì what là that? What are you? Thì what are you? What are you? That's right. What are you? R cong lưỡi lên. What are you? What are you? R. What are you? R R lên lên cái đây nè. What are you? What are you? What are you? What are you? Giống như chữ này nè. Car. 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 Đấy. Car thì what car. Are you? Are. What? Are. Are. Đây. Quay lại ngữ với đây. He often stops for drinks on as novel at weekends. He chấm chấm to his villa. He goes. Yeah, maybe he goes to his villa. Huh? That's good, right? And all right. So, can you please về nhà thu âm giùm em ha? Nha. Okay. Hay là muốn vấn đầu ở đây luôn cho chắc. Nếu không tin tưởng vào bản thân mình. Về sẽ. Về đâu ha? Cố lên chị. Cháu phải có niềm tin đúng không? Rồi, what time does he wake up? 7 a.m. Trời ơi, đọc nguyên câu đi chị. Tập à, mà à? Tập đọc cho đọc, nó tạo câu em... hiện tại đơn đi chị. Đọc đọc từ xe này hả? Wake up. Tùy chị muốn đọc sao tổng nhưng mà phải đổi động từ cho em. À, tức là trả lời cả câu gì? He is wakes up at 7 p.m. 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 A.M. Okay. Rồi nhưng he is wakes up là sao, vừa to be vừa động từ, hai cái là động từ hết đâu có đứng với nhau được. He wakes up. Nó hai cái này nó đều là động từ nè, nó không có đổi trời chung. Nha. Nó chỉ đổi chung trời khi mà nó đi với hiện tại tiếp diễn thôi. Ok. Đấy. Rồi, he wakes up at 7. Does he only get up after 20 minutes? Get up với wake up á, nó khác nhau một chút á, là wake up á, là banh mắt ra, open eyes, your eyes. Còn get up á, là get out of bed. À, get out of bed. Rồi, thế thì does he only get up after 20 minutes? I don't remember. I'm not sure. Right. What does he do to improve his health? Yeah.
He goes to the gym. Okay. Giờ hữu thành là gym, y ngắn lập thành e nên là gym. 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 That's right. He goes to the gym. Không phải gym. 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 Right. Gym. How many hours does he spend at the gym? He 20 he spends 20 minutes. Hồi nào vậy chị? Có phải không? That spends on rồi mà còn 20 minutes. Sao lại he spends on 20 minutes? Sorry. He spends an hour there in the gym. Okay, at the gym. Nếu mà chị muốn dùng in on it thì chị phải dùng at. Mình còn nhớ cái cách dùng in on it không? Cái nơi nào nó bự nhất á mà nó không cụ thể á, thì in. Này. In on it. Ngôi nào nó rõ hơn chút, nó trên mặt phẳng á thì bắt đầu on, mà nơi nào cụ thể, địa điểm cụ thể thì at. Thì the gym có phải là cụ thể không? Có. Nó cụ thể hơn Việt Nam rồi đúng không? Cụ thể hơn Sài Gòn rồi. Biết cái địa điểm luôn rồi. Thì là at. What's at his the gym. At a gym. At at work nè. Rồi. What's his morning routine like? What like? Có nghĩa là như thế nào? Thế ai không mình like nhớ cũng được. Không like cũng được mà có like cũng được. Rồi. What's his routine like? I don't remember. Thì sáng ăn sáng, đi tới ăn trưa rồi làm việc kiểu gì đó. Ok. Nhưng mà chỉ morning thôi mà. Dạ yeah, morning thôi, vậy thôi morning đi. Morning. In the morning, he goes to the work. And he has breakfast with pasta and salad. Salad. Right? Yes. And then how about going to work? Going to maybe, work, thì sao? Maybe. Huh? And going to work, thì sao? And go to work, thế thôi. And goes to work with his bodyguard. With his bodyguard. Chung với lại vệ sĩ nè. Bodyguard nè, xong guard. Guard. Bodyguard. Yeah. Guard. Guard. Bodyguard. 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 Không phải guard, là guard. Guard. Bodyguard. 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 Right. Bodyguard. And how does he get to work? Đâu em đang hỏi chỗ nào đấy? Đây. Cái gì? How does he get to work? How does... Chắc là... Đây ai là biết hỏi gì vậy? He walks to work, hay là he travels, hay là he drives to work, hay là he flies to work, thế nào? Ông ấy đi bằng, chắc là bằng ô tô đấy. No, he doesn't go to work by car. Đọc kỹ đi. Đâu? Ở đâu đấy? Có. Có ở trong đoạn bên trái không? Ở bên không, trái có. How does he go to work with his bodyguard? Bây giờ coi how does his bodyguard go to work? Ok. He go to work. No. Phải trả lời là he walks. Yeah, he walks to work. To work. That's right. With the bodyguard. 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 That's right. He goes to work. Nào hồi nãy chị bị dư cái là he goes to the work á, nhưng mà mình chỉ có goes to work thôi ha. Đờ. Em ạ, chị hay đờ lắm, chị không biết làm sao. Cái gì chị cũng đờ. The thì khi nào mà nó có một cái danh từ xác định á, một cái danh từ xác định á,
cái cô đó đó, cái cô sát nhà tôi đó thì đẹp gái đó, đó là xác định rồi đó. Ha. Còn khi nào mình nói là tôi có một trái táo, lúc đó là chưa xác định. Lúc đó chị phải phân biệt là chị có một trái hay hai trái, ba trái. Đấy. Còn khi nào chị không cần đếm số lượng đó, thì chị bỏ đời vô. Dễ hiểu không? Thí dụ, không. Mình nói là cái ngày mà em ra đi, thì cái ngày đó mình có đời không? À, hay là ờ? Cái ngày đó là ngày không xác định. Không, mình chỉ nói đơn giản là cái ngày em ra đi. Vậy là mình sẽ đấy là the day hay là a day you go away? The day. That's right. The day you went away. Đấy, có nguyên bài hát luôn ấy. Là ngày, cái ngày mà anh ra đi. Cái ngày đó anh ra đi là nó đã xác định rồi. Xác định á? Ừ, nó xác định ở cái chỗ là cái ngày, đúng rồi, cái ngày đó anh ra đi. Còn không, chị hiểu đơn giản á, là cái ngày đó mình nói là cái ngày anh đi, chứ không phải là một ngày anh đi. Mình không có nói về một hay hai nha. Mình chỉ nói là cái ngày anh ra đi là the day you went away. Thế thôi. Rồi. À, đây. À quên. Vậy. Ủa gì vậy cô? À cô này ngồi hát. Rồi thôi. Coi mình nè. Đấy. The day you went away. Cái gì mà? Cái mà không xác định thì cần đờ à? À cái mà không xác định thì không cần đờ. À there là xác định đấy. Nè. Còn ví dụ như là tên riêng cũng là xác định nè. Ví dụ như là the Nile River. Sông Ninh này. Đấy, sông Ninh cũng xác định rồi nè. Hoặc mình nói là đi tới bãi biển đi. Hai đứa mình đi biển đi. Thì lúc đó là mình sẽ nói là go to the beach hay là go to a beach. Go to the beach. Ừ, go to the beach. Let's go to the beach. Có ai rủ nhau đi tới một bãi biển đâu. Chừng khi nào mình nói là ở Bình Thuận có một bãi biển, bãi biển đó rất là đẹp, thì lúc đó là có một bãi biển nó rất là đẹp hả, thì lúc đó mới là Bình Thuận has a beach đấy, it's very beautiful, thế thí dụ vậy. Còn không thì mình nói là let's go to the beach, hai đứa mình đi biển đi. Thì chị cứ như đơn giản là chị cứ thấy cái nào mà nó không cần phải đếm thì chị quất đời vô cho dễ hiểu đấy. Nên cái chỗ này chị nói là nhưng có những trường hợp đặc biệt, thí dụ như go to work, go to school, go to bed, không cần gì trước đó hết á, không cần đờ. Đó là mấy cái trường hợp đặc biệt đó, không cần đờ, còn lại thì bình thường thôi. Rồi so then and why does he walk instead of driving? Instead of có nghĩa là thay vì. Instead of, thay vì nè. I stay home to study instead of going out. Nghĩa là gì á chị? Tôi ở nhà thay vì đi học à? Không, tôi ở nhà đâu? Để tôi ở nhà để học thay vì đi ra ngoài. Đi chơi. Nghe mà thương nhờ. Rồi. Rồi. Why does he walk instead of driving? I think his company very near. Ah, very close. Huh? Near cũng được. Huh? I think because his company is very close. Chứ người ta không dùng close. Near, very close. Close to his house cũng được. Close to là gần bên ha, gần hoặc là thân thuộc, thân quen á, là close to. Thí dụ mình close to ai đó là mình rất là thân thiết với người nào đó nha. Ủa, thế sao nó biết lúc đấy là đang là gần chứ không phải là đóng? À, mình nếu near, mà near thì cũng gần, close to cũng gần, còn đóng á nha, thì chỉ có động từ là close thôi. Mà nếu nó là đóng cửa thì nó phải thêm ed, nó tạo thành là tính từ verb 3 rồi. Ha, có nghĩa là tính từ bị động á. Thí dụ như là sorry, we closed. Xin lỗi nha, tụi tôi đóng cửa rồi. Tụi tôi đã bị đóng. Đó, tụi tôi đóng cửa. À, còn we are open là chúng tôi mở cửa. Còn cái close không á, mới là gần. Close mà không có ed thì nó có nghĩa là gần à? Ừ, dạ, tính từ nó là gần, động từ nó là đóng. Đóng động từ. Còn đóng tính từ á, thì chị phải thêm ed. Nó thành là, chị nhìn vậy là chị biết là cái động từ của nó là bỏ đê đi. Cái gì mà có e kết thúc sướng lắm, cứ thêm đờ vô là xong. Đây. Nhưng mà không biết lúc nào thì dịch nó là đóng, lúc nào thì dịch nó là gần. À, lúc mà gần á hả? It's close. Close. Lúc đó thì nó không có đờ. Nếu mà có đờ người ta sẽ đọc là closed. Closed. Đây nè.
Còn it's close to my house thì nó là gần nhà tôi. Cứ nghe close thôi. We are close. It's closed. Mình hỏi cái tiệm này có mở không? Mà người ta kêu it's closed thì biết là nó đóng rồi. Chừng nào hỏi is it far? How far is it? Mà người ta kêu it's very close thì biết là nó rất là gần. Gần. Đấy. Rồi. Because his vậy thì mình nói là tôi nghĩ rằng nó gần bởi vì cái văn phòng thì gần với nhà ảnh thì mình nói sao? I think his company close to his home. Okay, his house. Nói về cái nhà là cái house. Nhưng mà his company là sẽ nhiều chị. His company là công ty của anh ấy. Thì sở ít hay sở nhiều? Sở ít. Thì is close to hay là are close to? He is. Oh, he is. His company is sở ít. Right. And who does he go to work with? With a bodyguard. Yeah, he's with his bodyguard. Bodyguard. Okay. What does he have lunch with? What does he have for lunch? He has pasta and salad. Yeah, and the salad. Đếm được. Nghe rất vô lý nhưng đếm được. And the salad. Điên rồi. Thường á thì mình nghĩ thức ăn sẽ không đếm được. Thí dụ như là bánh. Nếu mình nói cho tí bánh hay là give me some cake. Thì lúc này cake này không đếm được. Hoặc là bread, hoặc là cheese. Tất cả những thứ này khi mà nó thành đồ ăn á, là mình không xác định được định lượng của nó thì mình sẽ là không đếm được. Mình cứ sum hay là hey, give me a lot of. Đấy. Hoặc là give me a little. A bit. Tất cả những cái này là kiểu như mình không đếm được. Nhưng thí dụ như mình bỏ nó vô kiểu cho tung một cái bánh đi, một cái bánh ngọt thì là a cake. Là mình cho nguyên một cái bánh luôn. Còn mấy cheese thì lúc này mình phải bỏ những cái từ để đếm vô thì là một miếng bánh, một miếng phô mai, a piece of cheese, a loaf of bread, một ổ bánh mì. Lúc đó thì là phức tạp hơn chút. Còn đối với salad thì mình nghĩ salad nó là một đống như vậy ấy. Ha, nó đã trộn rồi thì không đếm được. Nhưng không, salad lại đếm được. Ngạc nhiên chưa? Nên thì thuộc lòng thôi, không có cách nào hết nha. This is a salad nè. This is a salad. Rồi. Đây, để em coi có cái chữ nào nó có chữ a salad. Đây nè. A perfect salad. Next. And how long does his nap last? Last là kéo dài. Last. Đang ngủ một chút. Yeah. Kiểu... Rồi. Love lasts forever. Có nghĩa là gì chị? Tình yêu mãi mãi. Tình yêu kéo dài. Mãi mãi. Ha. Mà nó phải có S mới đúng. Ha. Love lasts forever. Nó như thế này nè. À, last này chị tưởng là cuối. Tính từ nó là cuối cùng. Động từ nó là kéo dài hoặc là... Nó bị điên rồi. Nó không có chút đồng nghĩa nào cả. Tính từ nó là kéo dài hoặc là có thể sống sót á, thì là he won't last long. He won't last long. Anh ta sẽ không sống lâu nổi đâu. À, này sẽ không tồn tại lâu đâu. Đấy, hoặc là love my love lasts. Mệt quá. Rồi, lasts for years. Tình yêu của tôi kéo dài được nhiều năm. My love lasts for years. Đấy. Rồi, thí dụ như you're my first love and last love. Đấy. Đọc là your. Nó mới ra nha, chứ không phải đọc do đâu. Your. R thì mình cong lưỡi lên chút. Here. Đấy thì last nó có nhiều nghĩa gì á? Nhiều từ nó ngộ lắm chị. Nó có nhiều nghĩa. Thế thì dịch nào kiểu như bị sẽ bị dịch sai ấy. Thì chị tùy ha. Chị tùy ha. Nó tùy vào cái đây nè. Nó đứng trước hay đứng sau danh từ nè. Nó đứng trước danh từ thì nó là tính từ.
là từ từ cuối cùng. Còn nếu mà nó cộng chủ ngữ thì tiếp theo là động từ. My love lasts, và thêm s nữa là động từ chắc rồi, là kéo dài. He won't last long này sẽ không sống được lâu đâu. Đấy. Một từ mà có lắm nghĩa mà. Nhiều lắm. Tức là đứng sau chủ ngữ thì nó là động từ. Ừ. Còn đứng về cuối cuối câu mà không trước. Không phải, nó trước danh từ là nó là tính từ. Trước danh từ thì là tính từ. À, mình nhìn cái vị trí của nó. Rồi, rồi còn cái gì thì là động từ? Thì đứng sau chủ ngữ là động từ chắc rồi. Ừ. Ok. Nhưng mà... Ừ. Nhưng mà ví dụ như cái từ he won't last long ấy, thì cái từ won't nó cũng won't là động từ rồi. Dạ, will not á, động từ này nó thuộc dạng động từ đặc biệt, gọi là modal verb, động người ta kêu là động từ khiếm khuyết á. Hay mà bây giờ nó kêu là động từ khiếm khuyết khuyết thiếu. Nhưng mà nó đã có một động từ rồi thì làm à, sao lại có thì, từ thì, nữa? Thì như thế này, nó có hai ba động từ đều ok. Nhưng cái vấn đề á, đối với một câu bình thường á, thì động từ nó phải cách nhau bằng to. I he wants to go home to sleep, đúng không? Đó là cái bình thường. Trước động từ tiếp theo thì cứ tu tu, sau tu vương mẫu. À, tu có thể có nghĩa hoặc không nghĩa gì hết. Rồi tu có thể là anh ta muốn về nhà để ngủ. Đấy, đó là một câu bình thường. Nhưng đối với động từ khiếm thuyết nó được cộng thẳng vô động từ luôn. Và nó không mượn trợ động từ, không gì hết, rất là sung sướng. Thí dụ, he will win, anh ta sẽ thắng. Anh ta sẽ không thắng, he will not win. Hoặc là nói viết tắt là he won't win. Đấy. Câu hỏi thì đưa lên đầu câu, will he win. Chấm hết. Sướng không? Khỏi cần phải nhớ chủ ngữ số ít số nhiều gì hết. Cứ vậy mà cứ chấp tích. What a verb. Nó là vậy đó. Đấy. Nó gồm như thế này nè. What a verb. Nó sẽ có cái bảng can, could, may, might nha. Chị nhìn theo cái bảng này chị sẽ... mức độ của nó chị sẽ dễ nhớ hơn là không không, cứ học không không như thế này nè. Đấy, chị thấy nè, may might nó đều có nghĩa là có thể, nhưng cái mức độ nó tụt như thế này nè, nó sẽ thấp hơn can could. Thí dụ như chị nói là it might rain ha, it might rain là trời có thể, có lẽ có thể sẽ mưa đấy, nhưng mà mình chỉ là dự đoán thôi, nó không chắc chắn ha. Cái trời không thể, nó it can rain được, trời mình không thể nói về khả năng của trời là có thể mưa. Mình không nói như vậy, mà lộn lộn. It may rain, rain. Ha? Trời, rain. Trời có thể mưa đấy. Nhưng cái mức này là mình dự đoán tầm 30-40% thôi. Ha? Và mình nói là về khả năng là có thể mưa, chứ không phải là nói ông trời, ổng có khả năng tạo mưa. Chừng nào mình nói ổng có khả năng tạo mưa là it can rain, thí dụ vậy. Nhưng mà không ai nói vậy hết. Ha? Ha? Thà mình I can fly là tôi có khả năng bay, là tôi bay được. I can fly là chắc cú luôn. Rồi, còn may á, nó cũng có thể, nhưng mà nó dùng gì đó là gọi là dạng xin phép á. Ha, dạng xin phép á, kiểu như may I go in. Help you. À, may I help you. À, anh giúp em được không? Ừ. Xin phép ấy. À, em vô nha. Thế có thể nói là it may be rain được không? It may rain thì cũng có. Ha, đi với động từ thì không cần be. Maybe. Còn khi nào có be là phải nó có tính từ hoặc danh từ. It may be rainy thì được. Đây là tính từ nè. Ha, tại vì tính từ lúc nào cũng đi kèm với to be hết á. Nếu mà gặp modal verb nó về nguyên mẫu thì nó còn be. Nên nó mới có be á. Ha. It will rain nè. Mưa thì không dùng may thì à, không dùng may thì dùng cái gì? It might rain cũng được, chả ai cấm. Ha, it will rain nè. Ha, trời sẽ mưa. Đấy. It will rain. À, có nguyên cái bài hát kìa. Ha. Đây nè. À. Mưa nghe kiểu Việt sắp đi. Đấy. Về nhà nghe bài này nè. Không, không, kệ nó đi. Đấy. Đấy, thì nói tóm lại là động từ khiếm khuyết nó được cộng thẳng vô cái động từ thường luôn. Là trong câu có hai động từ một lúc luôn. Và nó không cần một cái gì để cách ra hết. Nha. Đấy. Okay. Khỏe không? Quá là sung sướng đúng không? Đấy. Đúng vậy. Đấy, thế này nè. He can speak. He could speak. Can could ấy, can could ấy. Thì could là quá khứ của can, và nó trong trường hợp là lịch sự hoặc là phỏng đoán, chưa chắc chắn. May cũng vậy, may là hỏi là có thể được không, xin phép nè, em vô được không, may I borrow your dictionary, hoặc là advice thì mình là should, có nghĩa là nên, you should try, à, bạn nên. Must và have to đều là phải, nhưng must mạnh hơn have to. Have possibility, khả năng thì mình có may, might, could, can. Nhưng theo cái bảng này thì may, might nó nằm tuốt dưới đây nè.
Kim Cứt nằm trên này. Nên sẽ là would á, nó sẽ là would á, nó sẽ là quá khứ của will. Ha. Nó là quá khứ của will hoặc nó lịch sự hơn hoặc là nó một cái phỏng đoán không chắc chắn như là will. Đấy. Và must là mới nói must là gì chị? Phải. À, thế thôi. Rồi để em tìm bài modal verse word war cho chị làm nha. Đấy. Rồi, thí dụ như giờ mình có rất là nhiều từ ha. Mấy cái này thì mình cứ cộng thẳng vô với lại not vô ha. Là xong, không cần mượn gì hết. Trời ơi, xài modal verse xuống chết. Tại vì nó không cần làm gì hết, không cần đổi động từ gì hết, sướng. Thế thì cứ xài thôi. Đây nè. You be exhausted, you've been working all day non-stop. Anh là kiệt sức ha. Anh làm việc hôm qua nguyên ngày không ngừng rồi. Anh chắc chắn là hay anh phải là anh có thể. Anh ấy chắc chắn là anh chắc chắn là ý là anh chắc phải là rất là kiệt sức. He must. Đấy, kiểu vậy. Rồi. When Tom was 16, he was a fast runner. He chấm chấm run 100 meters in 12 seconds. He must. Really? He must run, huh? Ai bắt chạy đâu mà chạy? He can. Trong chuyện quá khứ. He could. He could. He could. Could nha, không có could nha. Could nè, should nè, would nè. Đấy, trong, nó là âm ư hết. Ha. Và thí dụ, I could fly. I could fly. I could fly. Could. I would call you. I would call you. I would call you. I would call you. Quá khứ của Will thì nó phải là tôi đã từng gọi cho bạn. Tôi sẽ gọi cho bạn. Nhưng mà ví dụ như chỗ này nằm, chị có thể nói rằng I think I would call you. Đó là chị không chắc chắn. I think I would call you. Tôi nghĩ tôi sẽ gọi bạn. Nhưng cái would đó là nó không chắc bằng Will nha. Chừng nào chị nói I think I will call you là chị nói chị chắc luôn đó là chị sẽ gọi đó. Chị nghĩ là chắc hơn. Thì nên á, em mới nói nó có hai trường hợp. Nó là can á, và could á, và will và would á. Nó là quá khứ của nhau, đúng không? Thì cái nào cũng là có thể. Thì can này nó là cũng could, cũng có thể. Nhưng could này nó vừa là quá khứ của can nè. Quá khứ của can nè. Thứ hai, nó là lịch sự. Thí dụ, could you have me? Thay vì can you have me? Và thứ hai là khả năng thấp. Khả năng thấp thì nó sẽ dùng could. Thí dụ như là I think I could practice exercise. Yeah, I can exercise. Yeah, I think I could do exercise in the future. Hoặc là I think I would exercise. Tôi nghĩ là tôi sẽ tập thể dục đấy. Nhưng cái này chắc nó không chắc nhiều bằng cái will đâu nha. Yeah, I think I would. I could do homework. I think it would be fun. You see? I think it would be fun. Có nghĩa chỗ này là nó nghĩ như thế thôi và nó cũng không chắc nữa ha. Nếu mà chị dùng I think I would á, có nghĩa là something no plans ha. No plans for yet, chưa có kế hoạch, hay là but could happen, nhưng có thể xảy ra. I think it would be fun ha. Đấy, tôi nghĩ là nó sẽ vui đấy. Nếu dùng luôn trong này là mệnh đề loại 2, không có thật trong hiện tại nè. Nên lùi về quá khứ. If you decided to throw a party, nếu bạn quyết định là quăng một bữa tiệc, là tổ chức bữa tiệc. Hoặc nếu mà dùng I think it will be fun ấy, là mình chỉ chuyện gì đó nó sẽ xảy ra. Nó chắc. Và nó đã được là planned. Throw a party là throw a party nó giống như là hold a party hoặc là nó bằng hold a party á, là bằng organize a party á, có nghĩa là tổ chức một bữa tiệc. Thôi ráng học căn bản đi, sau này em nhét mấy cái bài hội thoại vô á chị, thì nó sẽ có những cái cụm từ này cho chị nha. Throw a party, hold a party, học. Organize a party. Đang không biết nói chuyện gì với nhau đây này. Yeah.
thì em có nhét mấy cái bài hội thoại trên đường mình đi á, nó liên quan tới cái bài mình học á, nên từ từ ha. Không, học giao tiếp nói chuyện với nhau ấy. Chứ đừng học trên hỏi đường đi làm gì. Không, ý em nói là trên đường mình học á, chứ không phải trên đường đi. Ý như là trên con cái hành trình mình học á, thì em có bỏ thêm nhiều bài hội thoại để mình nói qua nói lại, để mình lấy thêm từ vựng. Với cả học những cái cụm từ mà hay 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 giao tiếp ấy. Ok. Thôi, hôm nay thì mình có bài tập về SAS và bài tập về modal verbs. Chị về chị làm nhé. Cố lên. Ngồi đó làm đi. Đó. Đây, đây. Modal verbs nè. Đại Thiên về giao tiếp nhiều đi Trâm nha. Ok. Chị cần giao nha. Tiếp. Hương cũng khá khá rồi đó.